này chỉ mang tính chất vui vẻ, giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào đi ngược với thuần phong mỹ tục Việt Nam. Các bạn, những nhân vật chú ngựa Bunny mà tôi thích nhất, Squidline và Fluttershy. Tôi sẽ chọn Squidline và Pinkie Pie. Thật ra là tôi vẫn chọn Squidline. Squidline và Rarity. Vẫn là Squidline. Squidline và Apple Bloom. Vẫn là Squidline thôi. Squidline và Apple Jack thôi. Tôi vẫn là Squidline. Squidline và công chúa Luna. Tôi sẽ chọn công chúa Luna tại vì tôi thích bóng tối trên đó mọi người. Tôi công chúa Luna và công chúa Celestia. Cái này khó nè. Giữa một con công chúa về bóng tối và một con công chúa về ánh sáng, tôi sẽ chọn công chúa Luna. Công chúa Luna, yeah! Còn các bạn thì sao? Các bạn thích nhất nhân vật nào trong My Little Pony thì các bạn đừng quên comment phần bên dưới cho Camu biết nha. Còn ngày hôm nay Camu sẽ sống trong ngôi nhà của những chú ngựa Pony này nha. Trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên cho video Camu nhận được 2000 like nha. Các bạn có 3 giây để bấm like này. 3, 2, 1. Ok, còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Let's go. I'm a new dog for the brother, probably strange, but I'm a girl, I could turn it. Ok, và tôi đã có mặt trong những ngôi nhà của từng nhân vật rồi đây. Trời ơi, công chúa Celestia. Rồi bên này là ai đây ạ? Chắc là Rainbow Dash nè, trời ơi. Đây là Rarity nè, trời ơi. Sweet life của tôi. Bên này là Pinkie Pie nè, trời ơi. Tôi biết chọn em là công chúa luôn ra, trời ơi. Ê, quên, tôi quên mất Apple Jack luôn đấy. Trời ơi, rồi con bên này là gì ạ? Đây là Fluttershy này, tôi lên chọn nhân vật. Bây giờ lúc nãy là tôi thích nhất công chúa Celestia đúng không? Nên là bây giờ công chúa Luna. Công chúa Luna, yeah! Tôi sẽ vào với công chúa Celestia nha. Xin lỗi mọi người, xin lỗi Splatline. Mặc dù em rất xinh đẹp nhưng mà chị xin lỗi em, chị thích công chúa Celestia hơn. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào đây. Biểu tượng của công chúa Celestia, mặt trời nha. Rồi ok, yo. Và ngày hôm nay tôi sẽ xây dựng nhà của công chúa Celestia nha. Trời ơi, cái hộp rồi mọi người. Thuê người sao? Cái này là thuê cũng có này, thuê những bạn. Oh my god. Tức là mặc dù tôi xây nhà cho công chúa Celestia nha, nhưng mà tôi cũng có thể thuê các bạn khác mà. Trời ơi, mua bộ nâng cấp tình bạn phép màu luôn hả? Từ từ để tôi xem nó là cái gì á. Mua bộ nâng cấp, à không, không đủ bạn kim cương mọi người ạ. Tôi không đủ kim cương. Rồi, chưa gì là tôi đã có, chưa gì đã có 500, 600, 600 rưỡi. Rồi, bây giờ là 780. Em, chúng ta vẫn chưa đủ 1.200 luôn á trời. Từ từ để tôi xem nào. Với Camui, người thích nạp lần đầu thì tôi sẽ vào cửa hàng. Rồi sau đó tôi sẽ thấy ở đây có tự động thu nhập này, tôi cũng không cần lắm. Chúng ta chỉ cần bước một bước thôi là thu nhập. Có lẽ là cô thu nhập cái này lần này là không cần thiết. Nhân đôi tiền mặt, nhân 3 tiền mặt. Nhân 3 tiền mặt là 149. Còn bên này là cửa hàng tiền mặt phía bên phải này. 1.000. 1.000 là 17 Robux. Ok, 10.000 sẽ là 10.000 kim cương sẽ là bao nhiêu Robux đây? 39. Còn khoảng 300.000 Robux là bao nhiêu ạ? 300.000 Robux là 249. Còn vô hạn kim cương luôn hả? Các bạn thấy chưa, vô hạn không? Chúng ta có thể vô hạn kim cương 500 Robux. Trời ơi, bình thường mình có tiêu đến mức như vậy không nhở? Em mọi người ơi, tôi không nhớ là bình thường trong một cái video là Camui tiêu hết bao nhiêu Robux nữa. Nhưng mà chắc là không đến đâu mọi người. Đây là bộ nâng cấp ạ. Bộ nâng cấp này đáng yêu nha. Ê, bộ nâng cấp này có biểu tượng của các bạn hết Little Pony nè. Đây nha, có nha, có nha. Rồi tiếp theo bên này sẽ là 2.200 để chúng ta có thể thuê được Applejack. Applejack hả? 2.200, bây giờ đây có đủ rồi. Chúng ta có thể thuê được Applejack rồi, trời. Jack sẽ cho tôi cái quả gì đấy ạ? Ủa sao bây giờ thì cho tôi quả táo. Còn bên này Sweetline sẽ cho tôi cuốn sách. Bên này Fluttershy sẽ cho tôi một bản hình con thỏ. Còn Pinkie Pie thì sẽ cho tôi cái bánh kem màu hồng. Ê, cái này thích nha. Rồi ok, bây giờ tôi đã có ở đây tôi có thêm tiền là tôi sẽ thuê hoa táo, tức là Apple Bloom. Tôi sẽ thuê được Apple Bloom đúng không? Ủa 3.300 cơ. Tôi còn chưa có đủ 3.300 nữa, trời ơi. Hình như là đủ rồi này. Ok, 3.400 là đủ rồi nha mọi người. Thuê. Ok, tôi đã được Apple Bloom. Trời ơi, mọi người, cái này hay nha. Apple Jack thì cho tôi một quả táo siêu to, còn Apple Bloom thì sẽ cho tôi một quả táo bé. Cái này như hay quá nhờ. Ok, nhưng mà tôi nghĩ là tôi sẽ cần làm một thứ. Các bạn biết gì không? Tôi nghĩ là tôi cần
có lên ông ta 300 nghìn là 249. Nếu mà 249 tức là bỏ gấp đôi lên là 600 nghìn, 600 nghìn thì sẽ được vô hạn. 500 thì sẽ được vô hạn kim cương. Có lên ông ta 500 Robux là bao nhiêu sàng nhỏ? Có lên ông nhỏ. Hay là bây giờ chúng ta lấy gấp đôi thôi. Chúng ta mua cái gấp đôi thôi. Hay là gấp 3 đi. Mua thu nhập gấp 3 đi cho nó nhanh thôi là được rồi. Nếu không thì nếu mà vô hạn thì game chán quá, game không còn gì chơi. Bây giờ chúng ta phải khám phá dần dần. Chứ còn một phát khám phá luôn như thế là rất là buồn. Ok. Rồi bây giờ là tôi đã được gấp 3 lần ạ. Trời ơi, nó tăng nhanh. 1.600, 1.700. Rồi ok, 1.000 được phần... sao gấp 3 mà chưa lên à. Gấp 3 thì cũng phải có thời gian chứ tôi. Trời ơi, không cho người ta thời gian luôn hả? Rồi ok. Bây giờ thì Camui sẽ chờ 8.000 năm. Ê là gấp 3 dữ chưa ta? Ê giờ, ê các bạn ơi, các bạn tính cái thời gian này là có đúng gấp 3 không? Có đúng không ta? Từ nãy giờ tôi không thấy nó nhanh hơn lắm nhỉ? Từ lên vào cửa hàng coi xem còn mua được không? Ê vẫn mua được nè. Khoan từ từ. Gấp 3 tiền mặt. Từ bình tĩnh mua. Nhưng mà cứ đứa sai sai này. Bình thường người ta nhiều money người ta mới mua gấp 3 chứ tại sao mua lại mua gấp 3. Trời ơi, đây là gấp 3 tiền mặt chứ không phải là gấp 3 tốc độ. Mua ơi là vui, mua nhầm rồi. 150 rồi, mất luôn rồi mua ơi. Tại vì từ lúc nãy á, trên người ta mua có bao nhiêu đâu, có rất là ít nữa. Nhưng mà tôi lại đi chờ, tôi đang làm cái gì vậy? Tôi vừa làm cái gì vậy mọi người ơi? Có tiệm bánh à? Nhưng không, tôi vẫn tiếp. Ok, ở đây chúng ta sẽ có tiệm bánh yêu cầu bánh hồng nếu bánh sẽ... Cái gì đấy? Ok, chúng ta sẽ có bánh nha mọi người. Và ở đây chúng ta sẽ có thể lấy được một cái bánh màu vàng. Và bên này sẽ là hai cái bánh màu vàng. Nói chung là chúng ta chỉ được cái bánh màu vàng thôi mọi người. Ok, mời Squid Light đến tiệm bánh. Hết money. Đây. Mời Squid Light đến tiệm bánh. Squid Light, mua đồ của mình đi các bạn. Trời ơi, nhìn cái lấp lánh. Trời ơi, cái bánh lấp lánh, trời ơi. Mời Rainbow Dash đến tiệm bánh. Trời ơi. Ở đây ok, ở đây chúng ta có Rainbow Dash là xây bàn. À đây sẽ là bàn để ngồi này. Đó, mời Scootalo. Ok. Tiếp theo là mời Apple Bloom này. Tiếp theo là mời Squid. Hết money rồi. Ê, tôi có lên. Thật sự luôn đấy mọi người, tôi có lên mua vô hạn không? Tôi có lên mua vô hạn không mọi người? Thật sự luôn ý, lúc nãy mua nhầm là hơi sót rồi đó. Thành nếu mà bây giờ không mua nha, nếu bây giờ mua hay là mua 300 cho tiết kiệm 250 cộng 150 là bao nhiêu, là 400 đúng không? Đúng rồi, 400 Robux. Camu ngày hôm nay Camu sẽ tiêu 400 Robux thì thế thôi, không còn gì hơn nữa đâu ạ. Thế thôi nha. Đấy, nếu mà Camu mua 300.000 này, sau đó Camu mua x3 đấy, có phải là được 900, là được 1 triệu không? Mà lúc nãy tự nhiên mua. Trời ơi, tức quá. Rồi là tức thật sự luôn ạ. Rồi bây giờ tôi sẽ thuê Rainbow Dash này. Tiếp theo tôi sẽ mua bộ nâng cấp với 15.000 đó. Bây giờ là ưu tiên làm gì ạ? Chưa trang trí vội. Với những cái này thì mình đừng trang trí vội, mà mình hãy làm gì? Mình hãy mua đồ để nâng cấp đã. Nhưng mà có vẻ như là từng này là nâng cấp xong rồi đó. Rồi ok, nên là bây giờ là tôi sẽ phải trang trí xây tường 100 kim cương thôi. Nâng cấp tường. Ok, chúng ta có thể nâng cấp tường rồi đây. Tiếp theo, nâng cấp tường tiếp theo. Rồi, bên này sẽ là mua tầng 2. 10.000, trời ơi, có bao nhiêu đâu. Chỉ là tầng 2 thôi mà. Ok, chúng ta cần đè cầu thang này. Chúng ta cần một, thật sự là cần một cái đèn đó. Chưa kịp dẫm vào đã biến mất luôn. Rồi thay một thảm trang trí. Cái gì, mua kiếm lửa hả? Ok, chúng ta thử cái kiếm lửa. Lấy được không? Đây, kiếm lửa. Wow. Ok, là Camu sẽ có một cái kiếm lửa. Và bên này Camu sẽ có một cái gì đây ạ? Cái số 4. Đây sẽ là một quả cầu băng. Oh my god, thư viện của Speedlight. Đó, mua điểm đọc này. Mua Speedlight và thư viện của khoan. Speedlight có khả năng phân thân đó. Ê, giờ tôi mới biết nha. Được, chúng ta có một Speedlight ở đây này. Chúng ta có một Speedlight ở đây là chúng ta lại tiếp tục có một Speedlight ở đây nữa. Nhiều Speedlight cái gì vậy? Ok, mua cây các thứ thì mua sau đi mọi người. Còn bây giờ thì Camu sẽ đi lên, Camu nâng cấp ở phía đằng trên này đã. Trên này chắc chắn là sẽ có chỗ để chúng ta nâng cấp. Đó, tôi biết mà, mua thảm, mua hoành. Đây, thuê chi style này đó. Ui, xinh nhờ, thuê hoàng hôn. Oh my god, cưng nhờ. Trên này hình như toàn những bạn là có sừng nha.
có sừng hẳn hoi để nếu mà lên tầng 3 chắc chắn là sẽ vừa có sừng vừa có cánh. Chắc chắn thế luôn. Để thuê Derry này, tiếp theo thuê công chúa Twilight Akra. Ủa? Oh my god, trên này sẽ là có công chúa Twilight. Ủa sao có cánh rồi? Sao công chúa có cánh nhờ? 75.000. Ê, 73.000. Ủa? Ủa sao 300.000 hết rồi? Biết thế mua vô hạn má ơi. Biết thế mua vô hạn ấy trời. Trời ơi, biết thế mua vô hạn á trời. Biết thế mua vô hạn á trời. Mua hóa hình là sao? Hóa hình là cái gì vậy? Oh my god. Hey, khoan, tôi có thể biến thành công chúa Celestia. Trời ơi, thì ra là nếu mà tôi muốn biến hóa thành các công chúa khác, tôi cũng có thể xây nhà ở bên kia. Và sau đó tôi sẽ có biến thành nhà thành các cô công chúa được. Oh my god, công nhà xịn nha. Cái này xịn này trời ơi, xinh xíu. Đẹp quá. Rồi bây giờ chúng ta 34.000, 35.000. Ok, nếu mà với 35.000 thì Camu nghĩ là Camu sẽ nâng cấp phía dưới để được ạ. Khoan, nếu mà Camu có thể chơi kiểu như thế này không? Tức là ngoài cái bên này ra, Camu có thể đi vào bên này và nhận bên này không? Rồi, tới công chúa này. Không nhận được, chỉ nhận được một nhà. Chúng ta chỉ nhận được một nhà một lần thôi mọi người ạ. À, không, tôi cứ tưởng là tôi sẽ gian lận bằng cách là gì ạ? À? Tôi sẽ xây kiểu tất cả những tầng 1 ở đây. Tức là số lượng Camu kiếm được ở tầng 1 này nó sẽ gấp mấy lần lên. Ở đây chúng ta có bao nhiêu cô công chúa ở đây ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, tức là Camu sẽ gấp 8 lần nhưng không? Người ta không chơi như vậy, không chơi vậy được mọi người ạ. À, buồn thế. Thôi okay. Không sao, mà giúp đi này đó. Rồi ok, à, cái này là gì ạ? À, cái này là ngồi chung thôi. À, tiếp theo bên này chúng ta còn xây được cái gì không? Mua cây sành địa, mua đất. Cái đất này nhìn nó không đẹp lắm. Mua trùng bò luôn á. Có trùng bò luôn á. Ok, mua hàng rào này. Ok, mở ép được rách này. Ok, chúng ta sẽ có một quả táo. Chắc chắn là chúng ta sẽ có một quả táo. Mời hoa táo. Apple Bloom, mua đường mòn đất sét. Ôi, ê, hình như cái này nó nhiều lắm mọi người. Mua thùng táo. Trời. Mua Flutter giải thiếu cỏ. À, Flutter. Ok, và bên này chúng ta sẽ trồng cây táo. Trồng thêm cây táo. Chắc chắn bên này sẽ là trồng thêm cây. À, trồng cây táo cuối cùng. Cây táo cuối cùng rồi. Ok, chúng ta có được một vườn táo nha mọi người. Hỏi những người thích ăn táo ra tay tôi. Không, mà ăn táo cũng tốt cho sức khỏe mà đúng không mọi người? Ok, vậy là Camu đã có xong một cái vườn táo siêu to hổng lồ bên này nha mọi người. Rồi, trong này Camu nghĩ là tầng 1 Camu xong rồi đó. Bây giờ Camu sẽ xuống 23.000 thuê được chưa? Chưa, 75.000 mới được mọi người ơi. 75.000 mới được. 75.000 mới được thuê được người tiếp theo. À, 73.000 cơ. Nhưng hôm sau ở đây tôi sẽ ngắm những cô công chúa của chúng ta rất là xinh đẹp, đặc biệt là Twilight. À, trong lúc đó thì tôi bấm thử vào cái thì tôi thấy Samu đắt quá vậy. Lan can này, thêm cây sành điệu. Cây sành điệu 8.500 ạ. Xây tường, trời đất ơi. Cứu tôi. 39.000 rồi, mua thuốc tốc độ này, mua phép màu mặt trời, lại mua thuốc chữa bệnh. Cái gì mua thuốc chữa bệnh? Ok, và chúng ta có thêm một cái lọ thuốc chữa bệnh nha mọi người. Uống được luôn. Wow. Uống được thật nè. Cái vấn đề là tôi có bệnh gì không ta? Không biết nữa. Ok, bây giờ tôi cần 36.000. Ít nhất là 36.000 nữa. 18.000 không có đủ. Thôi chờ thôi chứ biết sao giờ trời. Thật sự là Camu bắt đầu hối hận dần thật sự luôn ý. Nếu mà với 400 kia Camu chỉ cần bỏ thêm 100 Robux thôi là Camu đã có thể mua được cái vô hạn này rồi. Nhưng mà bây giờ tôi rất tiếc tiền và tôi không thể nào bỏ ra 500 được nữa. Tại vì nãy giờ tôi bỏ ra tận 400.000 rồi. Tiếc quá trời ơi, biết thế vô hạn. Biết thế vô hạn cho rồi trời ơi. Tại sao tôi lại làm như vậy? Tại sao tôi lại bỏ ra 400 và bây giờ tôi lại phải ngồi chờ vậy? Không. Gắng khó khăn và khổ sở thì tôi đã đến được đây, mua thuê được người nâng cấp Ranger rồi. Yes sir. Oh my god. Ai, cái nâng cấp này hay nha. Nâng cấp là sự kết hợp của ba câu công chúa à, trời ơi. Ok, thế thì bây giờ tôi sẽ xuống xem là tôi sẽ kiếm được bao nhiêu trong một lần đây ạ. 6.000, 4.000, nơi tầm 100, tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà các bạn thấy gì không? Bên này giờ tôi mới để ý nha. Bên này là có một bức tường, không phải tường, đây là bức kính. Và bức kính này có những cô công chúa của chúng ta ở đây. Trời ơi, xinh quá, đẹp quá. Toàn các cô công chúa xinh đẹp thôi. Rồi, và với 13.000 này chúng ta có thể xây gì ở trên này ạ? Ok, mua phép
hết màu mặt trời thì tôi không thấy, nhưng mà ở đây có một cái thuốc tốc độ. Tôi hy vọng là tôi có thể tăng tốc thật sự với cái thuốc này, chứ không phải là thuốc bên kia. Thuốc bên kia là thuốc gì á nhở? À, thuốc bên kia là thuốc đau ốm hay thuốc gì á? Thuốc chữa bệnh. Còn bên này là thuốc tốc độ này. Ôi, sao mà sao tím vậy? Ô, tăng tốc thật luôn này mọi người. Ê, thuốc này là thuốc rêu mọi người ơi, thuốc này. Thuốc này không chỉ mà như là cũng có cả nhảy cao đúng mọi người. Ê, tức là tôi cũng có thể kiếm thêm money bằng cách đi nhặt cái này hả? Nhưng mà nhặt cái này thì không bó lắm mọi người ạ. Nó có được một xíu 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 thôi, không có nhiều gì hết trơn á. À, thôi ok, tôi sẽ đi về và tôi ngồi chờ thôi. Chứ còn, ai khoan, nếu mà nhanh nha, nếu mà nhanh là bây giờ được 13.000 rồi, 13.000 rồi, 13, 14. Thuốc này cũng được một xíu thôi. Khi mà hết màu là cũng hết luôn. 13.000 là tôi có thể mua phép màu mặt trời. Alo, phép màu mặt trời sẽ cho chúng ta cái gì đấy ạ? Sẽ cho chúng ta cái gì nhỉ? Tôi có thể bắn ra tia lửa nhưng mà sẽ có... tôi sẽ chọn ra đây và bạn sẽ bắn ra tia lửa ở bên đấy. Nói chung là vậy đó. Đây, từ đây là tôi sẽ đứng đây này, tôi sẽ bắn ra tia lửa đằng kia. Đó, các bạn thấy lửa không? Chúng ta có thế thôi mọi người ạ. Hết rồi. Ok, bây giờ tôi sẽ chờ kim cương để tôi lấy. Tôi lấy xe tường của tôi xây, mua thêm cửa hàng của Ratiti. Tôi xây tường để lên tầng 3. Lên tầng 3 đã đúng không? Ok, cuối cùng thì tôi cũng trả được 32.000 rồi. Nói chung là cuộc sống này nó vất vả lắm mọi người. Đừng mắc sai lầm như Camui nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ xây tường. Đó, 25.000 được xây tường. Và muốn nâng cấp tường thì mất bao nhiêu? 40.000 cơ. Wow. Thật đấy. Hay là bây giờ mình bỏ thêm 500 Robux nữa đi. Hay là bây giờ mình bỏ 500 Robux. Lắm Mùi ơi, thôi 500 Robux cơ. Tiền ơi, không phải giấy đâu Mùi ơi, khó lắm. Thôi tiền đấy các bạn ạ. Nên là thôi mình ngồi chờ tiếp thôi. Sau khi tôi chơi một trận game vào khoảng 15 phút gì đó thì tôi đã nhận được 527. Tính ra tôi chỉ cần đi chơi một trận game thôi là tôi có hơn 300.000 luôn rồi á. Trời ơi trời. Ok, vậy là tôi đã có 500.000 rồi. Bây giờ chắc chắn mà lại bảo tầng 2 tôi không nâng cấp được full tầng 2 đi là tôi đi đầu xuống đất luôn này. Ok, bây giờ đầu tiên cửa hàng của Rari. Wow, mời Rari. Rari đi vào gạo. Trời ơi sao đẹp vậy. Trời ơi sao đẹp vậy. Trang phục. À, chúng ta phải mua mọi người ạ. Thôi bỏ đi. Tôi cứ tưởng trang phục Marie nhưng không, bị bẫy rồi. Ok thôi không sao, nâng cấp tường rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mua tầng 3. 55.000. Ok. Tôi vừa dẫm cái gì đấy? Tôi không biết nữa. Tôi không biết là tôi vừa dẫm vào gì. Mua bức tranh có 6.000 thôi, mua luôn. Rồi ok, bây giờ chúng ta cùng lên tầng 3. Từ ở đây chúng ta sẽ có bức tranh của... Oh my god, đẹp quá nhờ. Tuyết Lai ơi, I love you, I love you. Ê, tầng này là tầng riêng của Tuyết Lai luôn hả? Xịn nha, được nha, chấp nhận đó, chấp nhận nha. Không uổng công bỏ tiền ra nha. Rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ có thảm trang bị mua lan can. Ủa, khoan đã, ủa, trên này không còn gì nữa hả? Hết rồi hả? Cờ thế thì mua sân khấu hoàng gia đi. Oh my god, sân khấu rồi, chúng ta phải có ngay. Ngay, mời công chúa Luna. Và em mời công chúa Celestia. Quá đẹp quá, xuất sắc quá, trời ơi xinh quá đi ạ. Trời ơi, rồi bây giờ chúng ta sẽ có mua lan can này. Cái lan can nó là cái lan can thôi. Xây tường này, đó cái tầng ở tầng dưới là tôi mua luôn rồi đó. Mua cột trụ. Ok, mua bức tranh sẽ có gì đây? Oh my god, bức tranh gia đình luôn đó mọi người. À quên, ở đây mọi người sẽ không thấy. Đây, bức tranh gia đình đó. Còn đây là Pinkie Pie này, trời ơi xinh. Ok, xây nhà gì? À, mái nhà mới đúng, trời ơi, người ta gọi là mái nhà. Rồi trước tiên chúng ta cần đèn, chúng ta quá thiếu đèn rồi, chúng ta cần ánh sáng mọi người ạ. Okay. Rồi, mua thảm trang bị, nói chung nó là cái thảm. Rồi tiếp theo bên này là mời công chúa Candace. Ok, Candace. Rồi thì chúng ta sẽ có ở bên này. Rồi bên này sẽ có mời công chúa này đó. Mời công chúa bóng tối. Ở đâu? Ok, chúng ta thấy rồi, chính là Sweet Light. Rồi, mời đám đông. Có đám không? Có mời đám đông luôn à? Nhưng mà bây giờ chúng ta cần xương xương ít nhất là khoảng 30, 150, 150.000 nữa. Tôi cần 150.000 nữa, làm thế nào để có ạ?
Không có đủ. Thôi 39.000 xài tạm vậy. Từ từ, thuốc tăng tốc độ đây đúng không ta? Như là đây là thuốc tăng tốc độ này. Rồi ok, vậy chúng ta sẽ có tốc độ đi lên đây nhất là nhanh. Rồi ok, với 39.000 này tôi sẽ mua chuyến bay trên mây. Hoặc là mời đám đông thì tôi sẽ mua vương miện. Tôi sẽ mua vương miện. Đó, vương miện này chúng ta sẽ có. Chúng ta sẽ có vương miện ánh sáng ở trên sừng của hai vị công chúa này mọi người. Xinh nha. À đâu, đây nhầm. Em nhầm mọi người ạ. Vương miện ở dưới này cơ. Nó là một cái vương miện nho nhỏ dễ thương đáng yêu này cơ mọi người ạ. Ok. Rồi bây giờ tôi còn 37.000. Ủa? Tôi tưởng lúc nãy tôi mất 37.000 chứ. À tôi mất 15.000, 37.000. Tôi sẽ mua chuyến bay trên mây. Mua chuyến bay trên mây. Và ok, tôi sử dụng là sử dụng 8, số 8 đúng không? Oh my god. Tôi tưởng đây là cửa không mọi người ạ. Ai ngờ đâu đây là cái cửa kính, chúng ta không thể xuống được. Ok, vậy là tôi sẽ sử dụng chuyến bay trên không bằng cách đi ra khỏi nhà rồi bay lên thôi. Đó, nói chung là cũng được đi. Nói chung là cũng được. Game này sẽ cho chúng ta những cái. Oh my god, oh my god, oh my god. Đây, chúng ta sẽ có căn nhà của công chúa Celestia này mọi người ơi. Ok. Căn nhà này cưng hả? Ê, cưng nha. Tức là mỗi một công chúa sẽ có một cái đầu nhà riêng hả? Thích chỗ. Xinh nhà rất. Tôi rất là thích. Tôi rất là thích cái nhà này. Ok, từ từ tôi chụp ảnh này cả. Từ hạ xuống này đi. Rồi, ok. Chụp ảnh. Rất là xinh. Siêu xinh ngon mọi người. Chà, không biết hai cái chữ hối hận viết như thế nào nữa. Bây giờ là tôi tiếp tục đi chờ này. Tôi nghĩ là tôi tiếp tục đi chơi một ván game nữa. Sau đó tôi quay lại tiếp quá mọi người ơi. Mời đám đông mua thanh kiếm. Tôi sẽ mua thanh kiếm đi, tăng trải nghiệm đi mọi người. Ê, kiếm này kiếm cầu vồng hả? Ok, kiếm này là kiếm cầu vồng. Ê, như kiểu chiến tranh giữa các vì sao mọi người. Cái kiếm này giống chiến tranh giữa các vì sao à. Nhưng mà kiếm này nó có 7 sắc cầu vồng. Nhưng mà kiếm này có 7 sắc cầu vồng này nhìn cũng được. Ok, bây giờ tôi có thể mời đám đông không? Không, tôi sẽ mua cây sành điệu khổng lồ. Trời ơi, sáng quá, chói quá. Nhưng mắt quá. Ok, mua cây sành điệu khổng lồ. Và bây giờ tôi cần 60.000 nữa. Tôi cần 60.000 nữa để có hai cái đám đông này là tôi hoàn thành. Là tôi hoàn thành căn nhà của công chúa Celestia rồi. Cố lên Vui ơi. Cơ chắc là Camu sẽ chờ đi ha. Chứ Camu sẽ không ấy nữa. Camu sẽ chờ. Chắc cũng nhanh thôi ha. Đây này, chơi dĩa có 16.000 rồi nè. Đó, thêm một xíu nữa thôi là chúng ta sẽ có được 30.000 rồi. Cố lên 30.000 lấy một cái đám đông đã. Rồi sau đó chúng ta đi chơi game. Ok. Rồi, xong 31.000. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái đám đông. Nhưng mỗi lần đi là chúng ta lại phải đi như thế này. Nhưng mà thôi không sao các bạn ạ. Tại vì sử dụng tốc độ ấy, thì chúng ta sẽ bị nhanh quá. Và chúng ta sẽ bị mất cái hình hài đẹp đẽ này. Là tôi sẽ lấy đây, mời đám đông. Mời một đám đông ạ. Trời ơi, chính là các cô công chúa của chúng ta. Chứ còn ai nữa. Nếu mà thế thì bên này sẽ là những cô công chúa còn lại đó. Đây là nhà của công chúa Celestia nha mọi người. Yes. Vậy là xong rồi. Huy hiệu đã cho các bạn thấy gì không? Tôi đã có huy hiệu của công chúa Celestia nha mọi người. Yes. Xong. Ở đây chính là toàn bộ nhà của công chúa Celestia. Không biết thì các bạn có thích cái căn nhà này không? Chứ còn tôi thấy thích đó. Tại vì nhìn cũng rất là dễ thương. Chưa kể nha, cái miệng này như kiểu là miệng công chúa Celestia đang cười luôn mọi người. Xinh nha. Rồi ok, và video của các bạn đến đây là kết thúc rồi. Không biết các bạn thích nhất bản ngược body nào thì các bạn đừng quên comment xuống bên dưới cho các bạn biết nha. Và video của các bạn đến đây là kết thúc rồi. Và các bạn cũng đừng quên cho video của các bạn đã được 2.000 like nha. Các bạn có 3 giây để bấm like nè. 3, 2, 1.